Chào các bạn, là Quang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm qua khi mình đi siêu thị Gyomu thì mình đã phát hiện ra một món đồ ăn vặt rất là tuyệt. Ochumami Okoku, có nghĩa là vương quốc ăn vặt. Trong cái gói này thì nó có tổng hợp tất cả những cái món đồ ăn vặt truyền thống của Nhật Bản ở trong này. Có rất là nhiều gói nhỏ nhỏ trong này. Rất là nhiều, rất là tuyệt. Trời, nhìn rất là bắt mắt luôn đó bạn. Nó to hơn cái đầu mình này. Cái gói này thì như là khoảng 400 yên thì phải. Cả thuế nó hình như là 400 mấy yên á, mình cũng không nhớ đó. Bây giờ thì mình sẽ review cho các bạn xem bên trong này là có những cái món gì nhé. Thơm, nó được trong một cái bì như này, rất nhiều cái đồ ăn ở bên trong, nhiều quá. Ô, mà khay luôn, chết chết. Wow, giờ đây phải có đến mấy chục gói á, bị bể bên trong. Đây là vương quốc ăn vặt, đây có rất là nhiều gói bên trong. Trời ơi, một lũ lu gói, một đống gói luôn. Đây, đấy, rất là nhiều gói, rất là nhiều luôn. Bây giờ thì mình sẽ review từng cái loại cho mọi người biết xem ăn như thế nào nhé. Rất là nhiều, trời ơi, mình rất là phấn khích. Trong đây thì nó có rất là nhiều gói, nhưng mà nó cũng có rất nhiều gói giống nhau. Mình sẽ mỗi loại mình sẽ lấy ra một gói, đầu tiên mình sẽ ăn thử gói này trước. Cái này chắc là giống loại đậu phộng. Ok, thôi thôi. Cái này giống đậu phộng đang mấy đường. Hạt bé bé như này. Đậu đang muối á. Đang đường nữa. Rất ngon này. Trong như thế này. Cái này là món ăn vặt dành cho trẻ em. Cái này giống như là lúc trẻ em nó đi chơi picnic, đi ra ngoại á. Là chắc sẽ mua cái này ăn và phát cho bọn trẻ. Rất dễ thương. Rồi, tiếp theo là cái bịch này. Đây là cái bịch cũng đổ phọc luôn. Bên trong nó có cái cọng gì dài 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 á. Dài dài đây nè. Không biết là cái cọng gì nữa. Gạo à? Cái hạt gạo to như vậy trời. Cái gạo nó bung nổi thế này trời. Thì đậu phộng, ớt vỏ thôi. Đậu phộng vị truyền thống, không có tẩm gì đâu. Đậu phộng bè. Đó này nhìn nó cũng có đậu phộng luôn. Nhưng mà nó có bọc một cái lớp gì đây nè. Mình đoán đây là đậu phộng bọc đường. Đậu phộng bọc đường nhé, mình đoán là vậy. Phải không? Ghi chắc. Đậu phộng bọc đường. Cái vị rất là ngon. Ngon quá. Ngon ngon. Nó bọc đường, rất là ngon. Cái dài dài này. Không biết là cái gì đây trời. Chưa có phải mực không nhé. Mực, y chắc mực 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 mực. Mực thôi, chứ có gì đâu. Mềm mềm, dai dai. Cái này phải mực nguyên chất, giống như mực cái bột nó đã tổng với nhau xong nó xay ra, nó ép thành, nó giác thành cái miếng này, chứ phải một cái miếng mực thôi. Nó có hương mực thôi, vị mực thôi, bình thường. Có gì đây trời. Hạt đậu gì đây, bé tiếp theo. Hạt đậu chibi. Hạt đậu gì đây. À, đậu trắng, đúng rồi, này đậu trắng. Đậu trắng tẩm tẩm đường, tẩm muối gì đấy. Chính xác rồi, đậu trắng. Tẩm muối đường tiêu. Ăn nó mặn lắm ạ. Khá là ngon. Tuyệt. Nó rất là được. Wow,
hạt dẻ đúng không ta? Mình nói là hạt dẻ. Mình chưa ăn hạt dẻ bao giờ cả. Đây, ăn sẽ như thế này này. Đó. Cái hạt dẻ quá. Không, hạt dẻ ăn rồi chứ đúng không? Hơi nhắm mắt thì hơi bị lạ. Nó cũng được, nó tẩm mặn mặn muối đường. Ngon. Bây giờ là mình gói nhỉ, cái loại nhỉ. Bây giờ là được 5 loại khác nhau này. Đấy. Cheese pepper là gì trời? Thì ăn là cheese pepper, không biết là cái gì nhưng mà nó có vị phô mai. Chắc cái cục được cái bột phô mai đúng rồi, không biết nó cái ăn vị như thế nào. Những phồng tông sau phô mai, snack phô mai. Ngon. Ăn rất là xốp xốp, thơm thơm. Đúng cái này kiểu đúng chất của bạn trẻ con thích ăn luôn á. Trời ơi. Heo này. Và một cái quy dài dài, thanh dài dài. Mình nói đây là cá nhá. Không biết là cá gì đây. Cá. Chính xác cá mà. Một cây lát cá. Trời ơi. Nó ngon. Cứng cứng. Ăn. Nó nướng lên mới ngon. Đau quá. Cái này hơi bị dài. Hơi bị lâu. Cái này thì thật ra mùi vị của nó cũng bình thường. Nếu mà nó được nướng lên nó giòn giòn hơn, ông sẽ ngon hơn. Đẹp quá. Nhớ lấy mà chưa hết. Nhớ mở cả hàm. Mẹ ơi. Thousand years later. Cũng xong. Khát nước quá. Tiếp theo. Cái này giống như đậu phộng da cá vậy không? Đó chắc là đậu phộng da cá không? Ăn y chang cái vị đậu phộng Tân Tân ở Việt Nam. Không khác gì hết. Wow. Chịp này đi. Đi cái gì thế trời. Ri sử. Chú quá vậy đi trời. Thôi kệ bố nó đi. Đây. Mình đoán đây là chắc là mở miếng gà chiên. Nó cũng có một hương vị Nhật Bản đặc trưng. Chắc miếng gà rồi. Mình không biết được cái vị này là cái vị gì luôn á. Bỏ qua không biết là cái gì cả. Tiếp theo. Đây. Cái này thì chắc chắn là mực xé rồi. Xé rồi đây. Mực xé rồi. Mực. Đúng rồi. Nhưng mà mình cảm giác cái vị nó vị công nghiệp sao sao á. Không biết nó cái vị nó rất là Trung Quốc. Cái vị này giống như là mấy cái vị, mấy cái đồ ăn vặt mà bán ở ngoài cổng trường của Việt Nam á. Mấy cái đồ ăn vặt mà bị đồn là làm từ bìa cắt tông hay là làm từ giấy á. Mấy cái món là thịt hổ, thịt thỏ mà cái miếng vàng 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 á. Mấy đứa nhỏ hay ăn á. Mà cái này còn đỡ hơn. Nó là mực khé. Không có bình thường. Hơi tanh tanh. Biết là cái gì cả. Ăn thử thôi. Không biết mùi gì luôn. Đây. Như thế này. Một loại snack thôi. Cái vị nó không có hương vị gì cả. Nó ăn nó hơi nhòn nhòn giòn.
ăn hơi thúc xốp xốp, không chứ được cay 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 nhẹ nhẹ. Đây là một loại snack bình thường, hình như là hết rồi đó. Trong cái túi lớn này thì nó lặp lại rất là nhiều những cái gói nhỏ, nó lặp lại rất là nhiều. Mấy gói kiểu cơ bản như vậy thì nó lặp lại rất là nhiều. Còn những cái gói đặc biệt như là gói mực này, mực xé này, cái gói này này. Đấy, với cái gói mực xé cá xé như thế này, gói phô mai như thế này thì nó chỉ có một gói thôi. Những gói này là gói điểm nhấn, nó trang trí cho cái bì này thân bắt mắt thôi. Cái gói này các bạn chỉ có một gói thôi, tạo điểm nhấn. Vậy là mình đã review xong cái bịch đồ ăn vặt này. Nếu như ở ngoài cửa hàng thì người ta sẽ bán những cái gói này rất là bự như thế này, nó tầm khoảng 100 yên hay 150, 200 yên gì đấy. Nhưng mà có cái này thì nếu mà ai muốn ăn nhiều vị á, mà không muốn bỏ quá nhiều tiền thì có thể mua một cái túi này 400 yên mà chúng ta có thể ăn được tất cả các loại các vị của ăn vặt luôn, tất cả mùi vị chúng ta đều có thể ăn qua. Trong cái gói này rất là tiện, nếu mà mua về ăn chơi chơi mỗi lần là buồn mồm thì cứ xé một gói nhỏ nhỏ để ra ăn thì nó cũng rất là tuyệt. Chúng ta không cần phải mua một cái gói lớn để mà xé ra ăn không hết, nó bị thiết bị thừa ra, nó xếp kiểu. Để bây giờ mình thống kê là trong cái bì này nó có bao nhiêu gói nhé, khác nhau nhé. Một, để trong cái bì này nó có tổng cộng là có 12 vị khác nhau. Thì nếu chúng mua này được về cho chỉ con ăn vặt thì cũng được, nó còn người lớn thì chắc cũng không thấy cái đấy đâu. Giờ mình thử chọn ra một cái món ngon nhất. Mình thấy là cái món đậu phộng với đường thì nó ngon nhất theo cảm nhận của mình. Ăn nó rất là ngon. Ichiban de. Rồi, video của mình đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này thì hãy like và subscribe channel của mình nhé. Sau này thì mình sẽ còn tiếp tục ra nhiều những cái video review ăn như thế này nữa. Tạm biệt các bạn, ăn nhau.